Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Trong 3 ngày tới, chi phối các vùng biển phía Bắc bao gồm Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa sẽ là trường gió Đông Nam đến Nam với cường độ không mạnh. Cao nhất cũng chỉ đạt đến cấp 4, cấp 5 nên biển không động. Mưa tại các vùng biển này không xảy ra nhiều, chủ yếu chỉ ở một vài nơi nên khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, các vùng biển còn lại thuộc ngoài khơi của miền Nam và khu vực Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, gió Nam đến Tây Nam tiếp tục thổi với cường độ trung bình cho nên yếu, nên tình trạng biển ổn định. Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Vịnh Thái Lan vẫn cần lưu ý với mưa rào rải rác, tập trung trong khoảng chiều tối khiến tầm nhìn giảm xuống từ 4 cho tới 10 km trong mưa. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình. Thưa quý vị và bà con, trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ, gió Đông Nam hoạt động trong đêm nay và ngày mai nhưng cường độ không mạnh nên tình trạng biển ổn định và tàu thuyền có thể lưu thông bình thường. Thời tiết được dự báo sẽ không có nhiều biến động đặc biệt, với mưa rào nếu có thì cũng chỉ xảy ra ở một vài nơi ở vùng ven bờ và ít gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Lui xuống phía Nam dọc theo vùng biển khu vực Trung Bộ cũng như trên tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, dự báo trong đêm nay và ngày mai thời tiết cũng không có nhiều xáo trộn đặc biệt. Trong ngày trời có nắng, tầm nhìn xa thông thoáng và đến chiều tối mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi. Gió trên khu vực thịnh hành theo hướng Đông Nam đến Nam và hoạt động với cường độ yếu đến trung bình nên sóng biển không cao. Thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động khai thác hải sản của bà con ngư dân cũng như những chuyến tàu đến với đảo Lý Sơn. Vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo. Dự báo trong 3 ngày tới, hướng gió chủ đạo trên vùng biển này sẽ là hướng Tây Nam cho đến Nam với cường độ phổ biến ở mức cấp 4. Sóng biển dao động từ 0,75 đến 1,75m nên tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên, tại đây vào lúc chiều tối, mưa rào rải rác khả năng vẫn xuất hiện, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Tàu thuyền hoạt động tại đây vẫn cần lưu ý để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Chuyển sang vùng biển phía Tây, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc. Hướng gió trên vùng biển này sẽ thịnh hành hướng Tây Nam đến Nam nhưng cường độ yếu, chỉ ở khoảng từ cấp 3 đến cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên, trời nhiều mây và có mưa rào rải rác vào cuối ngày nên gây trở ngại hơn cho tàu thuyền lưu thông khi tầm nhìn xa giảm, kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.